sáng thì mình thấy ba mình dắt bạn trong công trình của ba mình hình như đi vô xem cái con gà này mấy bạn. Hình như ba mình định chia lại hay sao á. Trời, cho nó ra chơi mà nó cũng vô lộng nó lại nữa rồi nè. Không biết là chị đi làm về ổng có vô bắt hay không nữa mấy bạn. Nãy sáng thấy dắt vô coi cũng gấp rút tranh thủ lắm rồi còn về đi làm việc nữa mấy bạn. Hình như là xem cặp gà này thì phải cặp gà lông chọn. Hôm bữa mình có để lên bàn con cho bạn xem là 1,5 kg nha mấy bạn. Cái con này hình như là nó chưa có đi thi đấu lần nào luôn á. Nên thấy tướng thôi bạn biết rồi đó. Hôm bữa ba mình cũng mài cửa lại cho nó rồi mấy bạn. Do mấy cái cửa này nó sắc bén quá. Mình để ra chung mấy con gà mái này nè. Nó dễ ra đặt mái mà làm tổn thương gà mái đó này. Nó làm nó bay dữ quá đông đuôi nó cũng bị rụng nè mấy bạn. Mấy cái lông trắng này, cái lông là cái lông của con gà đà, bướm Mỹ như đợt trước của ba mình đó các bạn nhớ không? Ba mình chia cho cái ông kia luôn rồi. Nên thành ra giờ ba mình rinh cái cặp này từ nhà dưới lên nè. Rồi có cái cặp gà bên này nữa nè. Không biết là sáng mình cũng không có nhìn rõ nữa các bạn. Nên thành ra có hai cặp gà này nè, ba mình giới thiệu cho cái chú đó đó. Cái cặp này hôm bữa là có cái con gà trắng độ kia đó lớn hơn con gà nữa bạn, có cái tích trắng trắng á mà cái anh kia vô mình chia lại cho ảnh ở bên Đồng Nai rồi bạn. Thành ra ba mình rinh cái con lên nữa nè. Mà cái con này thì tướng nó cũng giống cái con là lần trước luôn á, mà nhìn cái tướng đó mình thấy nó hiền hơn con là kia chút, nhưng mà vậy chứ đụng không được các bạn. Mình thì mình đụng cái con gà lông bên đây được, nhưng mà cái con này mình không dám đụng, mình chưa có dám tiếp xúc với nó luôn á. Tính ra cái con này á nó ok hơn cái con lần rồi. Cái con lần rồi mình chỉ cần đưa điện thoại vô thôi các bạn, nó bay nhảy lung tung mà nó còn đưa cái lông nó ra khỏi cái lồng nữa chứ, nhìn thấy cũng đáng sợ lắm các bạn. Mấy bạn chơi mấy cái con gà này thì mấy bạn phải biết cách bắt nó nha, chứ không là không có bắt được đâu các bạn. Còn gà kiển hỏi nó rồi, giờ kiển thì mình cứ chịu thiệu nó lãnh tự lại rồi luôn các bạn, không cần bắt chạy bắt dí bắt mệt hết trơn. Bữa nay mình gửi hai cái em đậu xù này về Cà Mau này các bạn, khu vực bến xe Cà Mau á. Ở khu mình thì cũng có xe đi mấy cái tỉnh miền Tây nhiều lắm, nên thành ra đặt sáng là trưa chiều tới liền à. Bữa nay mình cho lên sóng mấy em gà đà điểu của mình nha các bạn. Ở đây thì có hai cái em màu xám với một cái em màu chỉ như cái màu báo đó các bạn, với một cái em màu trắng nha. Bốn em này thì hiện tại là khoảng được 1 tháng tuổi rồi nha mấy bạn. Có hai cái em cậu đỏ nè, tầm này thì mình thật sự cũng chưa có biết rõ trống mái rồi mấy bạn, nên thành ra nuôi tầm lớn lên khoảng 2 tháng 2 đến 3 tháng nữa mới biết rõ có một cái em cậu yếm nè mấy bạn ơi. Đó, thấy cưng ơi chưa, dễ thương lắm mấy bạn. Do hôm nay ở trong lòng không mấy bạn ơi, bữa nay mình đem nó ra phơi nắng chỗ này nè. Bình thường thì mình hay cho nó xuống phơi nắng như ngắm cá thôi mấy bạn. Rồi cái em cổ thì nghe cái em đen này nè, tính ra em cứng người lắm, mình thấy ảnh khoan khoắt trong bốn đứa luôn á các bạn. Cái em này thì hơi mini một chút nhưng mà cái màu rất là đẹp các bạn. Mỗi con nó có cái màu khác nhau, do một lần mình phối với con gà giống á các bạn, mỗi con thì mình phối mấy ngày vậy cho nên ra trứng tùm lum hết. Cái con gà đà điểu này mình nghĩ nó móng nó lớn lên nó thành màu điều đó các bạn. Giờ mình thấy cái lông cánh của nó ra nè, các bạn thấy kỹ không? Thường thì mấy cái em màu điều á, lúc còn nhỏ cái lông cánh của nó sẽ nó ra mấy cái bông bông kiểu này nè. Còn mấy cái em mà một màu không á, thì nó sẽ ra nó không có bông bông gì đâu các bạn. Cái đầu của nó cũng vậy kìa. Nó có cái màu này thực chất là do thật sự là mình đã like với cái con gà cha của nó là một màu đó bạn. Còn cái con gà mẹ thì là có một con màu vàng với một con màu tro một chút. Nên thành ra khi mà nó ra cái trứng á, cái phôi cừu tông đó là bắt đầu hình thành cái màu lông rồi. Còn cái con này thì nó lớn hơn chắc khoảng 1-2 ngày gì đó, do cái trứng nở trước nữa sau đó các bạn. Nhưng mà đặc biệt cái là nó có cái yếm trước ngực kìa các bạn thấy không? Cái yếm này á làm cho mốt khi mà nó lớn lên nó nhìn nó lạ lắm mấy bạn. Trời ơi, một cái trứng Serama vừa rớt luôn nè mấy bạn. Nó mới đẻ xong nó kêu mấy bạn, nó kêu tiếng gì lạ ghê luôn á. Không biết là do cái con Serama nó kêu khác tiếng của mấy cái con gà khác hay sao, chứ mình thấy tiếng của nó nhìn mắc cười, nghe mắc cười đó này. Mấy cái con gà trống nó gáy cũng mắc cười nữa. Đó, cái trống cú đó của mình nha, trống cú đó siêu ưỡng luôn nha các bạn. Để lượm cái trứng này lên cái đã. Ồ, quá ngon rồi các bạn. Ê, tính ra cái con này nó cũng để cái trứng này cục chuyện là hơi to to rồi đó các bạn. Bình thường mình thấy cái trứng nó nhỏ hơn vậy tầm 1-2 phần 3 thôi à. Con này siêu mini luôn nha các bạn. Nãy giờ ngồi nó kêu cười quá các bạn.
Đàn ông trống nè, mấy bạn nhìn ông đi nè. Đó, đi kìa mấy bạn. Siêu ẩn luôn, cái con này nó dạng dữ lắm mấy bạn. Nó dạng ngang ngửa cái con trống màu chuối chuối gì của mình luôn á. Mới đẻ xong kêu một cái trứng này, thấy tướng nó cũng còn hơi ấm ấm nè mấy bạn. Chỗ này là mới đẻ luôn á. Đi từ xa mà phát hiện cái trứng gà tây là hiểu rồi đó mấy bạn, gà tây đẻ nữa. Mình không biết cái con gà tây này khi nào nó ngưng đẻ luôn á mấy bạn, chứ thật sự là từ lúc mà nó đẻ tới bây giờ là cũng được khoảng 4 tháng rồi. Ngày nào mình cũng nhặt trứng gà tây hết đó mấy bạn. Cái trứng gà tây này ăn chất lượng lắm nè. Mấy bạn thấy nhọn nhọn có mấy cái đốm đốm không? Chứ mấy cái trứng gà bình thường á nó nhỏ hơn, nó tầm 1/2 cái trứng gà tây thôi à. Đây nè, cứng lắm mấy bạn ơi, do mình cho nó ăn cắm gà đẻ thành ra cái trứng nó chất lượng lắm, nó đẻ ra nó không có bị vỡ trứng. Gà ta hôm nay ở chung với gà tây này ok lắm, gà ta này cũng hiền lắm mấy bạn, kết hợp với gà tây thì ok. Mà nay không có chuồng nữa nên cho nó ở lại chung chuồng với cái con gà sao đó thôi à. Trời ơi, có cái trứng mà gà sao bên này nè mấy bạn, nay mình không có ấp gà sao nữa mấy bạn ơi, do nó nở ra cũng nhiều quá rồi á. Để luôn ra mình nhặt trứng mình ăn thôi à mấy bạn. U trời ơi, cái trứng này nóng hổi luôn mấy bạn ơi. Mấy bạn thấy nó còn ướt nè, thấy chưa? Nó còn ướt bên trong thì nó nóng vậy đó, nó mới đẻ luôn nè. Có trống đàng hoàng nha các bạn. Ôi, gà tây lại thích ra ăn cỏ nè các bạn ơi. Yes, thôi gà ta chạy ra luôn rồi các bạn. Thôi, thấy cưng quá. Gấu ra nha chưa? Nhiều chuyện quá đi à. Hai con gà sao ganh tị các bạn ơi. Nó chuyên gia vậy luôn á, nhưng mình không có thả nó ra. Tại vì mình thả nó rồi khi nó bay mất tiêu luôn á mấy bạn. Núi đây nhiều khi mình nghe tiếng ngon, nó nghe tiếng động gì nó la lên, nó y như là bay sĩ trong nhà mình vậy á. Như hai cái em trích cò này cũng vậy nè. Tối là mình nghe tiếng động là mình ra mình coi thử mấy bạn. Ôi, phát hiện trong cái nhà gà xa, gà tây của mình có con ốc nè các bạn thấy không? Đó, con ốc luôn này nè. Ồ, chắc nó chui vô đó bị con gà tây của mình nãy tấn công rồi mấy bạn ơi. Thôi để lựa lựa vô, nãy giờ ăn cỏ ngoài đây cũng hơi nhiều rồi đó, giờ chắc mình tự hái thêm cỏ mình bỏ vô mấy bạn, để mình vô mình còn làm việc nữa mấy bạn ơi, chứ để nó đây ngoài đây không có ai canh nó luôn á. Thấy chưa mấy bạn, thấy không, ngoan ghê không, tự vô luôn rồi nè mấy bạn. Nhà ta hôm nay mình thấy nó ngưng đẻ bạn ơi, nó ngưng đẻ chắc khoảng được một tuần rồi á. Chỉ có trứng gà tây với trứng gà sa là đều đặn thôi, với trứng gà đông tảo ngoài kia. Để mình qua mình cho mấy bạn xem cái nhà đông tảo nha. Sẵn ngay hai miếng cỏ cho tụi nó ăn luôn, chụp vô. Chứ để bắt người ta vô mà không cho người ta cỏ thì cũng kỳ mấy bạn ơi. Vô vô vô, sẵn cho mấy cái em gà sao này miếng luôn. Bánh công ganh tị hổ nữa, rồi ăn đi. Mấy gà sao này nhìn cũng ăn hết mấy bạn. Mà đã vậy nó còn, mấy bạn biết sao, nó còn có sức khỏe trâu luôn á. Mình phải gọi là sức khỏe trâu đó mấy bạn, nó không bao giờ bệnh tật gì hết nha. Mặc dù nó ở đây trước giờ, lúc trước mình cũng không có làm máy, cái nó tự đâu nó tìm cách nó sinh tồn mấy bạn. Không biết ở chỗ mấy bạn nay có mưa không, chứ thật sự nay nhà mình á sáng gì nắng nắng gì, chứ chiều nó chuyển mưa rồi mấy bạn, nên thành ra có nhiều em gà nó cũng bị sổ mũi á. Mấy bạn nhớ chăm sóc cẩn thận nha. Ở nhà mấy bạn nào mà không có gà con, có gà con mà mấy bạn nhớ ấm đèn cho nó, chứ không là nó bị lạnh đó mấy bạn. Còn gà lớn thì cỡ này thì nó khỏe rồi, không nói, nó quen rồi đó mấy bạn. Như mấy cái em gà này của mình nè là cỡ lớn hết rồi, nhưng mà có khi mới có vài con nó cũng bị nhạt mũi nha mấy bạn. Đối với mình là con người thì mình cũng bị, mấy bữa nay mình cũng bị bệnh nè mấy bạn. Gà thì nó cũng như mình vậy, nên mình cũng phải chú ý đến nó một chút. Chứ không phải là mình nuôi gà mình cứ thả rong ngoài là mình nghĩ nó là ok đâu nha mấy bạn. Như mỗi buổi sáng thì mình lại tiếp tục thay giấy cho mấy con em gà nè mấy bạn, để cho phân của nó đừng có nhiều quá, nó bốc hơi lên làm cho nó ảnh hưởng đến đường hô hấp của nó đó. Nè, thay giấy sạch vậy luôn nha mấy bạn. Thường thì buổi chiều mình sẽ làm, nhưng mà hôm qua do bận quá nên thành ra sáng nay làm luôn nè. Mấy cái em này là còn có lát đét vài em thôi nè. Có cái em này để con chó mình nuôi chung trong đây luôn do cái lứa của nó đó. Rồi mấy em gà nầu này thì siêu to luôn rồi, không nói à. Mấy cái em gà nè, đây là cái bầy sụ trắng tinh luôn mấy bạn. Rồi cái em này, đây là một số em mới nở hôm tối hôm qua mình rinh ra nè. Nở được khoảng 2 ngày trong lò ấp rồi mấy bạn, nhưng mà bây giờ thì mình mới rinh ra hồi tối hôm qua thôi. Nó đang ngủ rồi mấy bạn. Có mấy cái em gà rừng với mấy cái em thấy màu đều nữa mấy bạn. Đây thấy đều nữa bạn thấy không? Đó, cưng ghê mấy bạn. Đây là ông anh mình, ông mới dọn hết bốn cái chậu này để ông trồng cây nè bạn, trồng cải, trồng rau đồ ăn mấy bạn ơi. Đây là ông bỏ trấu như này với mấy cái phân gà để cho bồi dưỡng cho cái phần đất á nó được tốt. Có nhiều dinh dưỡng thì mấy cây mới phát triển được.
Cái đợt này là lúc trước mình bỏ nhiều loại rau lắm bạn, như là rau cải, rau mùng tơi, cải ngọt, cải bì xanh, đủ thứ cải hết. Nhưng mà do nó nhiều phân quá, cái nó không lên được, lên được có mấy cải bì xanh vậy nè. Sáng mình mới nhổ mình ăn thôi các bạn. Giờ còn có vài cây vậy thôi. Ở khu bên trong đây hiện tại thì nó đang bị hoang vắng nha bạn. Khu này hiện tại không có cái con nhỏ hết trơn á. Hiện tại hẳm mình thấy có con tắc kè mà nay nó bòi đâu các bạn. Tắc kè đó hẳm nó hay ở trong nhà mình luôn á. Đây là cái bài em gà nồi nè.